Baby, so it's lunch, lunch, yeah. Bác hôm nay thì giúp trả lại con gà. Làm đợi này thì dậy đi. Cháu nhỉ?
đang ở đây thì vẫn chơi luôn rồi. Thank you.
nha, chắc bình thường nha. Cái này đi nè, cái này vướng lắm. Để bạn tháo ra. Cái tổ lớn, lớn kia. Rất là đẹp đi chứ. Trang đặt tặng đi xem đi chứ. Hai nhất rồi. Lấy cái lưỡi xanh đặt ngủ đi chứ. Đây, mang cám lên trên, mang cân nữa nhé. Cái này chọn đạo phận ông về.
cái đấy thì cháu mình gắn đi xin nhé. Bác về nhé. Yeah.